Chạy lên đi, chạy to hơn nữa đi, thiêu lụi cái lũ dân làng ngu ngốc nghèo mạt hạng này. To gan dám chống lại chính quyền, chống lại hải quân, chống lại tộc Thiên Long Nhân bọn ta, cho bọn chúng chết hết đi. Chào các bạn, trước mắt của các bạn là cảnh ngôi làng của tôi bị thiêu rụi. Bởi vì chúng tôi không chịu được sự áp bức của lũ Thiên Long Nhân nên đã không đóng thuế cho chính phủ. Kết quả bọn chúng đã dẫn tới một bầy hải quân và giết đốt phá làng của chúng tôi. Về phía cá nhân của mình, tôi có tên là Râu Trắng. Trong một lần đi săn thú, tôi vô tình về trễ nên phát hiện được cảnh kinh hoàng này. Tôi rất là đau lòng. Nhưng bây giờ chỉ còn một mình tôi còn sống mà thôi, không thể nào chống lại lũ hải quân đó, đặc biệt là tên Thiên Long Nhân kia, võ công vô cùng cao cường. Tôi đành phải núp vào rừng sâu để tìm cách chờ ngày phục thù. Giết! 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 Lũ sinh vật nhỏ bé kia, hãy vào bụng của ta hết đi! Còn quái vật này, trông nó ghê gớm và mạnh quá! Hay lắm! Sẵn tiện để cho mình luyện tập, mình phải nâng cao sức mạnh để sau này còn đi báo thù nữa. Này, con quái vật to lớn khốn kiếp kìa, bộ vợ của ngươi đi cua chai cắm sừng lên đầu của ngươi, sao ngươi nhiều sừng thế? Mày nói cái gì? Mày dám chọc điên tao à? Còn to mồm nữa hay không? Đừng có khinh thường tao là một con người nhỏ bé. Tao là một dũng sĩ đã hạ rất là nhiều con quái vật to lớn trên mảnh đất này. Đừng, đừng giết tôi mà. Tôi còn mấy chục em vợ sexy đang nằm ở nhà chờ tôi đem thức ăn về đó. Làm ơn. Người nhớ đó, lần sau không có được tàn sát những sinh vật vô tội như thế. Nếu mà muốn kiếm thức ăn, các người có thể ăn cây cỏ cũng được mà. Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Tôi cảm ơn ngài nhiều lắm. À đúng rồi, tôi hồi nãy có nhặt được cái thứ này. Tôi tặng cho ngài. Hả? Thứ này là gì mà sao nó tỏ ra hào quang ghê gớm quá vậy? Trời đất ơi, nó giống như một loại trái cây vậy. Không lẽ là trái ác quỷ hay sao? Hãy ăn nó đi, hãy ăn nó đi, có thể sẽ giúp ngài mạnh lên đó. Được rồi, được rồi. Trời ơi, thật là dở, thật là khó ăn quá đi. Ủa sao ta chẳng thấy có gì thay đổi trong người ta thế? Chắc có lẽ ngài cần phải kích hoạt sức mạnh của trái ác quỷ, thức tỉnh nó thì nó mới mở ra giới hạn của mình được. Ngài thử đi tập luyện xem sao. Trên đường trốn chạy lũ hải quân tàn độc, tôi đã bắt gặp một con quái vật khổng lồ và tấn công nó. Nó cầu xin tôi tha mạng và tặng cho tôi một trái ác quỷ lạ lùng. Tôi ăn vào và bắt đầu luyện tập ngày đêm. Trải qua rất là nhiều tháng, cuối cùng tôi đã bắt đầu thức tỉnh trái ác quỷ. Hay lắm. Thì ra trái ác quỷ này có khả năng tạo ra động đất, có khả năng làm cho không khí xung quanh bị lay chuyển. Được rồi, đến lúc mình phải đi tìm lũ hải quân, giết chết hết bọn chúng, trả thù cho dân làng của mình. Cứ chạy mãi đâm đầu ra phía bờ biển. Thì lúc này tôi thấy được vài tên hải quân, nhưng dường như không phải là cái lực lượng của tên Thiên Long Nhân đã đốt dân làng của tôi, mà là một lực lượng hải quân khác đến để chấn giữ cái vùng này. Chết tiệt, tôi thấy hải quân ở đâu là tôi căm thù và muốn xóa sổ bọn chúng ở đó. Tôi cũng nhanh chóng vùng cái cây trường đao mới tạo để phù hợp với năng lực của mình lên và chém vào người của lũ hải quân này. Tuy nhiên thì các bạn thấy đó, mặc dù đây là những tên binh lính mà thôi, bọn chúng cũng khá là mạnh. Nếu là trước đây thì tôi chưa chắc gì đã đánh bại được một trong số bọn chúng. Nhưng bây giờ thì đã khác. Nhờ luyện tập cộng với trái ác quỷ, thân hình của tôi vạm vỡ, to lớn và lực lượng hơn. Chạy đi, mau báo cho đồ đông, chúng ta đã phát hiện được trái ác quỷ động đất rồi. Có kỹ năng trái ác quỷ này mà tấn công chúng ta. Lũ khốn kiếp đi, mấy tháng trước các ngươi đến đây để tàn sát dân làng của ta, bây giờ tới đây còn muốn lấy trái ác quỷ của ta nữa à? Chết đi! Hả? Ai mà có ánh hào quang ghê gớm quá vậy? Không lẽ là tên đô đốc của lũ hải quân chó săn Thiên Long Nhân hay sao?
Chết tiệt. Vậy thì mình sẽ giết luôn hắn. Thì ra là ngươi đã ăn trái ác quỷ động đất. Hãy mau đầu hàng hải quân của bọn ta. Nếu không ta sẽ giết ngươi để lấy lại trái ác quỷ đó. Đầu hàng lũ khốn các ngươi à. Đô đốc xin cô cô dừng lại. Tên ăn trái ác quỷ động đất là của bọn ta. Lũ chết tiệt hải tặc đây. Này này, hãy tỉnh dậy đi. Hai người là ai? Hai người cứu ta. Hai người muốn gì? Bọn ta là hải tặc. Bọn ta ngưỡng mộ sức mạnh từ trái ác quỷ mà ngươi đã ăn. Bọn ta muốn mời ngươi gia nhập vào băng đảng của bọn ta để thống trị biển cả. Không bao giờ, không bao giờ. Ta không phải trả thù cho dân làng của mình, giết chết lũ hải quân. Còn nếu ta muốn làm hải tặc, ta sẽ tự lập cho mình một băng đảng, không muốn gia nhập vào các ngươi. Hả? Ngươi vô ơn vô nghĩa như vậy sao? Hãy gia nhập vào bọn ta đi. Bọn ta có rất là nhiều vàng bạc châu báu, có rất là nhiều gái đẹp. Cho ngươi ôm một lúc mấy chục em ngủ luôn. Oh my god. Ta không cần ơn nghĩa của các ngươi, sau này ta sẽ trả. Còn bây giờ ta phải tiếp tục luyện tập, tiếp tục mạnh hơn để giết chết tên Thiên Long Nhân và cái lũ hải quân cản đường. Đây, đây, tên của ngươi là gì? Nếu sau này muốn gia nhập hải tặc, hãy đến bờ biển bắt tìm chúng ta. Tôi là Râu Chân. Sau khi tấn công lũ hải quân thất bại, may mắn được hai tên hải tặc vô cùng mạnh cứu, và bọn chúng mời gọi tôi gia nhập băng đảng của bọn chúng, nhưng tôi đã từ chối. Tôi cũng nhanh chóng tiếp tục chạy thẳng vào khu rừng sâu quê hương hòn đảo của tôi để bắt đầu luyện tập thêm nữa. Tôi tìm những con quái vật mạnh nhất tại vùng đất này, những con quái thú khát máu, khổng lồ, dữ tợn và đầy ma thuật. Tôi chống lại bọn chúng và chiến đấu rất nhiều ngày đêm. Tôi giết từng con, và sức mạnh cũng như cơ bắp của tôi càng ngày càng phát triển. Đằng kia còn thêm vài con nữa. Cố gắng, hy vọng trái ác quỷ động đất của mình sẽ khai phá thêm một tầng mới. Wow, gì vậy? Trời đất ơi, không khí bị mình đâm vỡ ra thành từng mảnh luôn. Thật là tuyệt vời. Được rồi, mình sẽ nhanh chóng ra lại bờ biển đi tuần tra xem có tên hải quân nào hay không, giết chết bọn chúng, rồi tra hỏi bọn chúng chỗ của tên Thiên Long Nhân đang ở đâu. Hả? Không có tên hải quân nào cả, mà thay vào đó là một con nhỏ hải tặc mập địch à. Mẹ kiếp, người chửi ta mập địch à. Tưởng ta sang trọng như thế này, trai nó theo đuổi ta còn không kịp nữa kìa. Thằng khốn. Mà biến khỏi đi, con mụ xấu xa. Nơi đây là mảnh đất quê hương của ta. Khốn kiếp. Ủa, sức mạnh của trái quỷ động đất. Ngươi là kẻ đang trái quỷ động đất hay sao? Hay quá, cuối cùng ta tìm được ngươi rồi. Tránh xa ta ra, con mụ xấu xí này. Ngươi hơi nách quá à. Ngươi tới đây có phải muốn giết chết ta, cướp lấy sức mạnh của ta không? Dừng lại đi, ta tới đây chỉ muốn mời ngươi gia nhập vào băng hải tặc của ta thôi. Ta không cần. Đúng rồi, nếu ngươi cho ta biết được tên Thiên Long Nhân và băng hải quân của hắn đang ở đâu, thì ta sẽ gia nhập vào băng hải tặc của ngươi. Hắn ở bờ biển đông đó. Nào, hãy cùng ta gia nhập vào băng của ta. Ta sẽ giúp ngươi đánh bại hắn. Hãy đợi khi nào ta giết được hắn, ta sẽ tìm ngươi. Giờ thì ngươi hãy biết đi. Mình sẽ sử dụng thuyền của cái con mẹ mập địch hồi nãy để đi về phía bờ biển đông, tìm được tên Thiên Long Nhân khốn kiếp đó. Tôi cũng nhanh chóng bắt đầu cuộc hành trình lên đền trên biển để đi báo thù. Cứ đi mãi, rất nhiều ngày, cuối cùng tôi đã tới được bờ biển đông. Hy vọng lũ khốn kiếp đó vẫn còn đang quậy phá trên cái bờ biển này.
Hả? Hình như trên đất liền đang có hải quân thì phải. Hay lắm. Nhìn kia anh em, dường như có một tên hải tặc to gan dám tới địa bàn của chúng ta bảo kê thu thế. Mày tập trung lại, chuẩn bị ứng chiến, giết chết hắn. Đúng rồi, đúng rồi. Là lũ chết tiệt đây. Đến lúc các ngươi nở máu phải trả bằng máu rồi. Chết hết đi. Mạnh quá, hắn mạnh quá. Thì đây là kẻ đã ăn trái quỷ động đất. Chạy, chạy đi. Hả? Thiên Long Nhân bọn theo. Chết đi. Xin cô cứu, ông tới đây cứu ta. Dừng lại đi, tình đầu trắng khốn kiếp kia. Lần trước ta may mắn để ngươi thoát chết, lần này ngươi đừng hòng chạy thoát. Là tên đồ đốc xin cô cứu hồi trước mình gặp hay sao? Thật không ngờ hắn cũng ăn trái ác quỷ. Đúng vậy, trái ác quỷ ta ăn chính là trái ác quỷ Phật tổ, sức mạnh vô biên. Giờ thì ngươi chuẩn bị tan xác đi, ta sẽ thu hồi lại trái ác quỷ động đất từ cơ thể của ngươi. Không, không, ta phải báo thù cho dân làng của ta. Tên hải quân chó săn bảo vệ cho tên Thiên Long Nhân bẩn thỉu đó, ta còn quyết chết cũng kéo các ngươi theo. Cái gì thế kia? Ngươi lại thức tỉnh sức mạnh của trái ác quỷ động đất. Đúng vậy, lần này ta đã thức tỉnh là lần thứ ba rồi. Chắc lần này sẽ mạnh nhất. Tiến ngươi về Tây Thiên. Chết đi. Đến lúc rồi, cho tên Thiên Long Nhân ấy biết thế nào là tội ác của mình. Mau ra đi, tên khốn kiếp kia. Không, ngươi không thể nào xúc phạm ta đâu. Ngươi tưởng ngươi cao quý hay sao? Cái thứ bẩn thỉu như ngươi phải xuống địa ngục đền tội cho dân làng của ta. Cố lên các sĩ quan hải quân, chúng ta phải đánh đuổi hết lũ hải tặc ra khỏi quần đảo này. Bè kiếp, chúng mày mới là những kẻ cần phải cốt đi đó. Bọn tao sẽ khô máu với chúng mày. Đau quá, đau quá, lũ hải tặc này manh động quá, chúng ta rút lui được không? Chúng mày sợ hãi rồi hay sao? Vậy thì hãy biến khỏi nơi này đi, bọn tao sẽ không truy đuổi chúng mày nữa. Câm mồm đi, lũ hải tặc đang ghét. Bọn ta đã thề với chính quyền quyết phải bảo vệ nơi này. Các người khô máu à? Vậy thì bọn ta sẽ liều mạng ngăn cản các người. Tiến lên nào các sĩ quan. Tiến lên, tiến lên. Giết sạch bọn hải tặc. Cuối cùng chúng ta làm được rồi. Mọi người làm tốt lắm. Được rồi, chúng ta nhanh chóng tới chỗ Phó Đô Đốc để báo cáo tình hình đi. Này Phó Đô Đốc, chúng tôi đã dẹp loạn một băng nhóm hải tặc nữa rồi. Nhưng mà chúng tôi đã chiến đấu rất nhiều ngày, rất nhiều chiến sĩ hải quân đã bị thương và chết. Lực lượng của chúng ta càng ngày càng mỏng. Xin ngài hãy cho chúng tôi được ẩn nấp, chờ quân viện trợ tới, chúng ta lại tiếp tục tiêu diệt bọn hải tặc. Cái gì? Sengoku, ngươi cũng biết sợ đòi rút lui hay sao? Nhưng không được, ta đã hứa với lại đại đô đốc phải liều chết bảo vệ và giành được quần đảo này. Nếu không, ta không còn mặt mũi nào quay trở về nhà nữa. Nhưng tất cả anh em đều vừa mệt vừa khát, chúng ta còn hết lương thực nữa thì không thể nào tiếp tục chiến đấu. Hả? Ta biết điều đó chứ. Vậy thì bây giờ ngươi cùng với một tên nữa nhanh chóng đi kiếm thịt, rồi sau đó chúng ta ăn uống nghỉ ngơi, ngày mai tiếp tục chống lại lũ hải tặc. À, ta rất thích ăn thịt hổ đó. Nhưng mà ngươi dám cãi lời lệnh ta à, Sengoku? Này, Sengoku, tôi với cậu đi kiếm thịt. Được cái chồng chân Phó Đô Đốc, ông ta không phải là người tốt đâu. Được rồi, tôi đi đây. Tình khốn kiếp Phó Đô Đốc đó, hắn ý có bồ nhi của mẹ hắn làm đô đốc. Nên đưa hắn lên, chứ hắn hèn nhát, gió không thì yếu, còn thua các cậu nữa đó. Nè, tôi không thích nói xấu người khác sau lưng đâu. Hả? Này, Sengoku, bên phía hải tặc càng ngày càng mạnh, hay là chúng ta làm hải tặc luôn đi, làm hải quân chẳng bao giờ tiến thăng được. Cậu im đi, tôi không bao giờ trở thành hải tặc đâu. Từ nhỏ tôi đã có ước mơ trở thành một chiến sĩ hải quân vĩ đại rồi. Được rồi, đừng nhắc tới chuyện đó nữa, chúng ta nhanh chóng lên đường kiếm thịt nào. Này, Sengoku, hãy nghe.
Nhìn kìa, phía trước có một con hổ rất to. Hay lắm, vậy là tối nay chúng ta có thịt hổ ăn rồi. Đúng vừa ý tên phó đô đốc luôn. Tiến lên, giết chết nó nào. Hi. Nó nguy hiểm lắm đó, hãy cẩn thận. Xe cô con, hãy nghe như vậy tôi nói với cậu. Con, cậu, chết tiệt. Con hổ đáng ghét đi. Tôi sẽ xé xác bay. Tại sao? Tại sao quân sĩ chúng tôi luôn chiến đấu hết mình, ngay cả đi kiếm thức ăn cho tên phó đô đốc cũng hy sinh, còn hắn thì ăn mát ngồi bát vàng hưởng lợi. Họ là một trái ác quỷ màu vàng. Hay là mình tự tạo dựng một con đường tiến triển trong hải quân của mình, không đi theo tên phó đô đốc tàn nhẫn đó nữa. Lời đồng đội của mình nói cũng rất đúng. Ủa, sao ăn trái ác quỷ rồi không có hiện tượng gì hết vậy? Hay là mình chưa thức tỉnh nó? Đúng như vậy, vậy bây giờ mình sẽ không theo tên phó đô đốc nữa, mà mình sẽ đi vào trong rừng luyện tập đánh những con quái thú để thức tỉnh trái ác quỷ này, tìm kiếm một cơ hội thăng tiến trong hải quân của mình. Chào các bạn, tôi là Sengoku. Không có cùng cha khác ông nội với Sengoku người Saiyan đâu nha. Và tôi là một chiến sĩ hải quân. Tuy nhiên con đường phát triển của tôi rất gian nan, bởi vì tên sếp của tôi, tức là tên phó đô đốc hồi nãy đó, rất là mắc dạy. Hắn luôn trốn tránh núp đằng sau khi tôi cùng với các đồng đội của mình chiến đấu sống chết với bọn hải tặc. Và hắn đã nhảy ra tranh công khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như thế, chúng tôi luôn ôm cục tức trong mình. Cho đến ngày hôm nay thì mọi chuyện đã diễn biến như đầu video. Sau khi ăn được trái ác quỷ từ một con hổ kỳ lạ, tôi đã quyết không theo tên phó đô đốc nữa, mà đi vào rừng để luyện tập hòng thức tỉnh trái ác quỷ. Và cuối cùng, bao nhiêu công sức của tôi cũng đã được đền đáp. Tôi đã có được sức mạnh của trái ác quỷ đặc biệt này. Wow, mạnh quá, tuyệt vời quá. Hay lắm, nhờ trái ác quỷ này, cơ thể tôi cũng đã lớn hơn, vạm vỡ hơn, mạnh khỏe hơn. Được rồi, tôi sẽ nhanh chóng ra lại bờ biển, đi tìm hải quân và tiếp tục gia nhập vào đó. Lần này sức mạnh của tôi to lớn hơn xưa rồi, chắc chắn con đường cầu tiến của tôi sẽ không thể nào bị kìm nén được nữa. Nhưng khi ra tới bờ biển, hải quân không thấy đâu, mà tôi thấy toàn hải tặc. Khốn kiếp, vậy thì lần này tôi sẵn test sức mạnh mới của mình luôn, để cho lũ hải tặc biết thế nào là lấy đồ. Chết đi lũ bẩn thỉu. Nhìn kìa, là một tên hải quân. Khốn kiếp, tao giết hắn đi. Hắn mạnh quá. Cái gì, lại là một tên hải quân nữa à? Khốn kiếp, lũ hải tặc các ngươi mau đầu hàng đi. Ta thấy hải quân là ta thấy điên tiết lên rồi. Đúng là lũ chó săn của bọn chính quyền. Các ngươi đòi đuổi ta ra khỏi hòn đảo này à? Đừng có mơ. Nơi này sản sinh ra rất nhiều trái ác quỷ quý hiếm, sẽ thuộc về dragon ta đây. Ăn mạnh quá. Dừng lại, tên hải tặc dragon kia. Ngươi đừng có lầm lộn tại hòn đảo này. Hải quân đã đến đây rất đông, bao quay hòn đảo đi hết rồi. Là hải quân. Đây, tỉnh dậy đi. Ngươi thuộc đội quân nào của hải quân vậy? Nhìn ngươi rất lạ. Là phó đô đốc Gap. Tôi thuộc đội quân của phó đô đốc. À mà không, tôi không thuộc đội quân nào cả. Nhưng tôi sẽ tự lực mình trở thành một đô đốc hải quân. Có chí khí đó. Được rồi, hãy gia nhập vào đội hải quân của ta đi. Nếu anh bạn phấn đấu, chắc chắn một ngày ước mơ anh bạn sẽ thành sự thật. Cảm ơn ngài Rap. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi sẽ tự lực mình, không nương tựa vào ai cả. Sau này ơn cứu mạng của ngài tôi sẽ trả lại. Bây giờ tôi đi đây, tôi sẽ tiếp tục luyện chiến đấu để thức tỉnh sức mạnh bên trong của tôi. Người thật là nhân.
Nếu người cần ta giúp thì hãy gọi ta. Tôi chạy sâu vào rừng tìm những con quái thú mạnh nhất để tiếp tục luyện tập và kích hoạt sức mạnh tiềm ẩn của trái ác quỷ của tôi một lần nữa. Hy vọng tôi sẽ đạt tới một trình độ nào đó vượt xa so với tên hải tặc Dragon đã tí nữa giết tôi hồi nãy. Và sau đó tôi sẽ đẩy lùi hết bọn hải tặc và lấy được cái hòn đảo này, gây ấn tượng cho tổng tư lệnh. Lúc đó chắc chắn tôi sẽ có cơ hội để trở thành một đô đốc hải quân. Trải qua rất nhiều ngày tháng luyện tập, tôi càng tập sức mạnh của mình càng được nâng cao. Tuy nhiên trái ác quỷ của tôi lại không được thức tỉnh. Chẳng lẽ có một bí ẩn gì đó tôi chưa khám phá được hay sao? Ai? Ngươi quá gấp gáp, hãy từ từ vận khí đan điền, cảm nhận năng lượng từ bên trong, sau đó là tuôn ra bên ngoài. Ngươi sẽ thức tỉnh được trái ác quỷ Phật Thổ thần thoại của mình. Thành công rồi. Wow, đẹp quá. Thì ra đây là trái ác quỷ Phật Tổ. Cơ thể của mình không khác gì một vị Phật Như Lai. Hay lắm. Nhưng mà ai đã chỉ dẫn cho mình vậy? Cái gì? Là một tên hải tặc à? Đúng vậy. Thật không ngờ trái ác quỷ Phật Tổ lại rơi vào tay của hải quân. Tên hải tặc này, người muốn gì? Có phải người muốn giết chết ta để lấy lại trái ác quỷ này hay không? Hãy ra tay đi, ta không có sợ ngươi đâu. Nếu ta muốn làm hại ngươi thì ta đã không chỉ cho ngươi cách thức tỉnh trái ác quỷ Phật Tổ rồi. Ta là vua bóng đêm, một hải tặc thuộc băng Roger. Ta tới đây là muốn thương lượng với hải quân, hãy ngừng các cuộc chiến đấu tại hòn đảo sản sinh ra nhiều trái ác quỷ đặc biệt này. Hải quân bọn ta không bao giờ đội chơi chung với hải tặc các ngươi đâu, trừ khi các ngươi rút ra khỏi hòn đảo này. Này, hải tặc không phải ai cũng xấu như ngươi nghĩ đâu. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu, nơi này sẽ tan thành mây khói. Cả hải quân lẫn hải tặc sẽ chết rất nhiều đó. Người nói cũng đúng. Bây giờ phải làm sao đây? Bây giờ, ngươi hãy đi khắp quanh quần đảo, khuyên những đô đốc hải quân rút khỏi hòn đảo này. Còn ta sẽ khuyên lấy bọn hải tặc. Nếu ai không chịu, hãy dùng sức mạnh của mình trấn áp bọn chúng. Được rồi. Cảm ơn ngươi đã giúp ta thức tỉnh trái ác quỷ Phật Tổ. Giờ ta sẽ đồng ý điều kiện này. Tôi với mong muốn chiếm lấy quần đảo này, đánh đuổi lũ hải tặc ra khỏi nơi đây. Nhưng điều đó rất khó, ngược lại sẽ gây ra một cuộc đẫm máu rất lớn. Tuy nhiên, tên hải tặc vu bóng tối kia đã cho tôi một kiến nghị hết sức hợp lý. Tôi cũng đã đồng ý điều kiện và bắt đầu đi khắp mọi nơi hòng muốn khuyên các đô đốc rút ra khỏi quần đảo này. Nhưng đi một hồi, tôi đã bắt gặp một con rồng rất lớn đang tấn công những quân sĩ hải quân yêu ớt. Đó là đồng đội cũ của tôi trước đây, Khôn Kim. Cái gì thế này? Là một tên hải quân ăn được trái ác quỷ Phật Tổ à? Ngươi là kẻ nào? Là ta, Sengoku. Ta sẽ trở thành một đô đốc hải quân, đẩy lùi các bọn hải tặc các ngươi. Cái gì? Lại là ngươi à? Ngươi không nhận ra ta hay sao? Ta là hải tặc Dragon. Lúc trước tí nữa thì giết chết ngươi đây. Không lẽ ngươi ăn trái ác quỷ của rồng hay sao? Khổ kiếp, vậy thì ngày hôm nay sẽ là ngày tàn của ngươi. Chết đi. Ngươi mạnh quá vậy. Không. Là cậu đó hả Sengoku? Trông cậu ngầu quá. À đúng rồi, The Father Dog của chúng ta đã bị tinh Dragon hồi nãy xé xác chết rồi. Đáng đời hắn. Nhưng mà hải quân chúng ta thương vong rất nhiều. Được rồi, các cậu hãy theo chân tôi, nhanh chóng thông báo cho các đô đốc rút khỏi hòn đảo này, duy trì nền hòa bình. Thế là kể từ đó, sự nghiệp hải quân của tôi thăng tiến không ngừng. Cuối cùng tôi cũng đã chính thức trở thành một đô đốc hải quân thật thụ. Đúng xong số cây này nữa là mình sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Này thiếu gia, phó đô đốc Cát cho gọi ngay. Hả? Ngươi nói cái gì? Cha ta lại đến đây hay sao? Đúng rồi đó thiếu gia, ngày ấy vừa mới cập bến lúc nãy, lập tức tới đây cho gọi ngay liền đó. Ta biết rồi. Ta sẽ đến gặp ông ấy ngay đây. Này Dragon,
Ta đưa ngươi tới đây để ngươi vừa chặt củi vừa suy nghĩ về con đường tương lai trở thành hải quân của mình. Ngươi nghĩ tới đâu rồi? Thưa cha, con chỉ muốn làm một người bình thường thôi. Sống một cuộc sống yên bình là đủ rồi. Cái gì? Phó đồ đốc Gáp ta đây lại có một đứa con hèn nhát đến như thế à? Nhưng mà thưa cha, không có nhưng nhị gì hết. Một ngày mà ngươi chưa suy nghĩ thông suốt thì ta sẽ tiếp tục giam cầm ngươi ở đây, bắt ngươi đi làm những việc bếp núc, chặt củi, nấu ăn. Nào, giờ hãy mau đi kiếm thức ăn đi. Hả? Được rồi, con tuân lệnh. Chào mấy bạn, tôi là Ragan, con trai của phó đô đốc Gap. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, yên bình mà thôi. Nhưng cha của tôi thì ngược lại, ông ấy muốn hướng tôi trở thành một hải quân, một chiến sĩ vô cùng mạnh mẽ để chiến đấu cho chính quyền. Nhưng lúc đầu thì tôi không có chịu, thế là cha tôi đã bắt tôi lên hòn đảo này để đi đốn gỗ, lấy thức ăn và nấu nướng để phục vụ cho chiến sĩ hải quân chiếm đóng tại nơi đây. Nhưng mà tôi làm những việc bếp núc này, tôi cảm thấy còn vui hơn là trở thành một chiến sĩ. Cho tới một hôm, tôi đi kiếm một lượng thịt rất lớn. Tôi tấn công một con nhện cái khổng lồ và giết chết nó, lấy thịt của nó. Thì đột nhiên trong người của nó rốt ra một trái ác quỷ màu xanh. Hả? Tưởng chuyện trái ác quỷ sẽ ban cho người ăn nó một sức mạnh phi thường. Được rồi, mình sẽ thử ăn cái coi. Ủa, sao không có gì thay đổi đặc biệt hết thế này? Bỏ người ta, có hải tặc lên vùng đảo của chúng ta. Mau, tập trung, tiêu diệt bọn chúng. Chết tiệt, lũ hải tặc to ghê dám tới hòn đảo của hải quân chiếm đóng mà. Mặc dù mình không muốn trở thành một chiến sĩ hải quân, nhưng mình quyết không để lũ hải tặc lộng hành đâu. Thiếu gia, hãy cẩn thận, coi chừng lũ hải tặc làm ngài bị thương đó. Không sao đâu. Thế là tôi cùng với các chiến sĩ hải quân có mặt trên hòn đảo này chống lại lũ hải tặc vô cùng dữ tợn và vô cùng đông. Kết quả tôi vô tình thức tỉnh được trái ác quỷ mà tôi đã ăn lúc nãy và xóa sạch lũ hải tặc đó. Wow, thì ra sức mạnh mà tôi đang sở hữu là sức mạnh của gió. Cha tôi biết được chuyện này, ông ấy rất vui, nhanh chóng tăng cấp cho tôi trở thành trung úy. Chúc mừng thiếu gia được lên bậc. Hay quá. Được rồi mọi người, tiếp tục công việc của mình đi. Tôi sẽ ra bờ biển tuần tra. Có được cấp bậc mới, tôi không còn làm tạp vụ chặt củi nấu ăn nữa, mà bây giờ tôi chuyển sang làm một binh lính đi tuần tra giám sát các hạ sĩ khác đang làm việc. Lũ hải quân chết tiệt, mau tránh xa ta ra. Các người để lũ thiên long nhân hành hạ ta chưa đủ hay sao? Ta sẽ liều mạng đây để chống trả với các người. Cái gì? Là một tên người cá, sao hải quân lại hành hạ hắn tàn độc đến thế kia? Các binh sĩ tiếp tục đánh hắn cho ta, đánh cho đến khi nào thiên long nhân hạ giận thì thôi. Hả? Tổng tư lệnh công cũng có mặt ở đây à? Cái gì đây? Một tên trung úy à? Ngươi không mau đi làm nhiệm vụ tuần tra của mình đi. Tới chỗ đây làm cái gì? Xin ngài hãy tha cho tên người cá đó. Tại sao ngài lại hành hạ hắn tàn nhẫn đến như thế? Tên trung úy này, ngươi dám xin cho hắn à? Ngươi có biết hồi nãy ta cưỡi hắn, rồi hắn hất ta xuống dưới đất, làm ta dơ giấy hết cả mình không? Hả? Ông là ai? Tại sao lại hành hạ người cá đó dữ vậy? Mẹ kiếp, bộ ngươi mà quay sao? Ta là tập thiên long nhân cao quý đây. Sao hải quân lại phục vụ làm việc cho những kẻ bắn thiếu tàn động đến như thế? Chết tiệt, ngươi nói cái gì? Hạ tên hạ đẳng cơ, ngươi dám lớn tiếng với là thiên long nhân à? Từ nay ta không còn là hải quân nữa, ta sẽ không phục vụ cho những kẻ độc tài bắn thiếu như các ngươi nữa. Mình còn sống hay sao? Không thể nào. Là hắn đó. Hắn đã phản bội là hải quân để bảo vệ cho tôi. Cái người là... Người tỉnh rồi à? Ta là Tử Hoàng Rầu Trắng. Đây là thuyền viên của ta đã ăn trái quỷ Phượng Hoàng để giúp người hồi sinh, chữa lành vết thương. Cái gì chứ? Người là hải tặc à? Người to gan thật.
dám tới cả hòn đảo mà hải quân đang thống trị đây. Mình muốn gì? Mình muốn gì hả ta? Hãy bình tĩnh. Mặc dù ta là hải tặc, nhưng ta rất yêu hòa bình. Ta không tham của cải vật chất, tiền bạc kho báu gì cả. Ta còn bảo vệ tất cả những người cá nữa, không muốn ai đụng vào họ. Và ta đã đích thân tới đây để cứu người cá này. Thì thấy ngươi đã hy sinh bản thân mình để bảo vệ hắn, khiến ta cảm phục. Cảm ơn ngươi. Ban đầu ta cũng muốn có một cuộc sống hòa bình và nghĩ hải quân sẽ bảo vệ sự hòa bình đó. Nhưng thật không ngờ, bên trong hải quân lại đang chứa đựng, che bọc trong một thế lực thiên long nhân khốn kiếp. Thử người thấy, chỉ là một phần xấu nhỏ của bọn chúng mà thôi. Nếu người yêu hòa bình, muốn bảo vệ công lý, hãy gia nhập băng hải tặc bọn ta. Không, không, ta không muốn trở thành hải tặc đâu. Ta sẽ sáng tạo ra một thế lực để đối đầu với lại bọn thiên long nhân, bọn chính quyền thế giới. Được, được. Hy vọng sau này chúng ta gặp lại, không phải là kẻ thù. Được rồi, chào tạm biệt ông. Ơn cứu mạng sau này tôi sẽ trả. Thế là tôi cùng cấp tốc chạy sâu vào trong rừng. Bây giờ tôi phải muốn mình mạnh lên, nên cố gắng tìm những con quái vật thuyệt khỏe thiết mạnh trên hòn đảo này để luyện tập với bọn chúng. Sức mạnh gì thế này? Trời đất ơi, là của một sinh vật rắn chín đầu biết bay hay sao? Mạnh quá, nó mạnh quá. Nhưng không được, mình không chịu thua đâu. Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn thì mới có thể lật đổ được chính quyền thế giới, đem lại sự hòa bình mới cho nhân loại. Thế là tôi điên cuồng luyện tập giết từ con quái vật này sang con quái vật khác. Ngày đêm như thế, trải qua cũng vài năm, số lượng quái vật chết dưới tay của tôi đếm không xuể. Và rồi cho tới một ngày, tôi đã chạm mặt với lại một con lương thủy quái chúa tể khổng lồ. Nó rất mạnh, nó rất dữ tợn. Chắc có lẽ là con thủy quái mà mạnh nhất tôi đánh từ trước tới giờ. Lúc này sức mạnh trái ác quỷ của tôi bắt đầu bộc phát, bắt đầu thức tỉnh một lần nữa. Người của tôi xuất hiện những cơn lốc xoáy, cơn gió màu xanh lá cây trở nên mạnh mẽ, hủy diệt hơn. Gió từ trên trời đã gom mây lại, mây đen xám xịt, những cơn sấm sét từ trên bắt đầu phả xuống, giết chết con lương thủy quái khổng lồ trước mặt tôi. Được rồi, giờ đến lúc tôi sẽ tạo ra một lực lượng mới, mang tên là lực lượng cách mạng, để chống và lật đổ chính quyền thế giới. Nhưng trước tiên tôi cần phải làm một chuyện quan trọng đã. Đâu rồi, đâu rồi? Lũ khốn kiếp đó chắc chắn vẫn còn trên hòn đảo này mà thôi. Đây rồi. Cái lũ binh sĩ ngu ngốc này, mau đi khắp mọi nơi tìm một tên nô lệ cho ta cưới. Ta đi nãy giờ mỏi chân quá nè. Thần thiên long nhân chết tiệt, người mỏi chân à? Vậy thì ta sẽ nghiền nát ngươi. Có chuyện gì mày? Không, là hải tặc. Hải tặc à? Tôi lệnh công đâu, tao ra cứu ta. Dừng lại, tên hải tặc kia to gan thật. Ngay cả hòn đảo do hải quân thống trị mà ngươi dám đến đây làm loạn à? Các người không còn nhận ra ta nữa hay sao? Ta chính là tên hải quân Trung Ý mà hồi đó các người đánh đập đi. Thì ra là ngươi, tên con trai khốn kiếp của lão phó đô độc Cáp. Ngươi dám phản bội là hải quân để trở thành hải tặc à? Ta không phải là hải tặc, mà giờ ta sẽ là người sáng tạo ra đội quân cách mạng lật đổ chính quyền thế giới. Cái gì chứ? Ngươi kể từ nay ta sẽ đối đầu với các ngươi, đối đầu với thiên long nhân, chính quyền thế giới. Chết hết đi. Kể từ đó, hải quân đã bắt đầu truy nã một thế lực mới mang tên là đội quân cách mạng, do tôi Raigan đứng đầu.